Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái ý tưởng của một bạn đã gửi cho tôi, đó chính là xem phim ma ngoài bãi tò ma. Ok. Vừa nhắc đến cái ý tưởng này thôi mà tôi đã cảm thấy nổi hết da gà, da gan, da ngỗng, da vịt, da trâu, da bò lên rồi. Nói chung là rất là kinh luôn. Tôi không hiểu sao bạn có thể nghĩ ra được một cái ý tưởng kinh dị và bá đạo như thế này. Và tôi không biết tại sao tôi lại đi nhận cái ý tưởng này để thực hiện nó. Bình thường thì thật sự để mà nói hay ngồi trong nhà xem phim ma cảm thấy hãi rồi. Bây giờ lại còn cầm điện thoại ra ngoài bãi tha ma ngồi xem phim ma chắc là tôi ngất. Ok, nhưng mà không sao, đàn ông nói được làm được, tôi là NTN mà không sợ ma đấy. Hôm nay á, tôi sẽ ra ngoài bãi tha ma một mình để xem phim ma và xem một cái cách rất là đặc biệt, đó chính là xem bằng cái kính thực tế ảo mà tôi đã chuẩn bị sẵn đây. Đó, đây là cái kính thực tế ảo mà nó đã cùng tôi với bao nhiêu clip rồi. Hôm nay tôi sẽ sử dụng đến nó, cầm ra ngoài bãi tha ma đeo vào và ngồi xem một bộ phim ma tôi vừa mới tải về trên cái điện thoại của tôi. Đấy. Xem phim ma phải xem 3D nó mới phê, chứ còn xem bình thường nó không phê đấy. Nên là bây giờ là tôi phải chuẩn bị tâm lý sẵn để đêm nay 12 giờ tôi sẽ ra bãi tha ma ngồi xem phim ma bằng kính thực tế ảo. Không biết là tôi có thể xem hết được bộ phim ma mà tôi vừa mới tải về được không? Thực sự là cảm thấy rất là sợ. À không 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 sợ, cảm thấy rất là bình thường thôi đấy. Và tôi cảm thấy rất là buồn luôn, bởi vì là hôm nay tôi sẽ phải ra bãi tha ma một mình. Bây giờ trong team chỉ còn mỗi một mình tôi thôi. Đấy, các bạn thấy không, rất là khổ. Một mình tôi phải cày cuốc, phải làm video đêm hôm chỉ có một mình tôi thôi, các bạn có thấy khổ không? Rất là khổ luôn. Nên là tôi hy vọng các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp tôi để ủng hộ tôi nhiều hơn nữa, có thể ra những cái video chất lượng, ý nghĩa và hay cho bạn xem. Ok. Và không linh tinh luyên thuyên nữa thì bây giờ tôi sẽ phải chuẩn bị đồ, sau đó đợi đến 12 giờ đêm ra ngoài bãi tha ma ngồi xem phim 3D. Ok, trước khi đi ra bãi tha ma tôi sẽ phải cầm theo một cái đèn công suất lớn để có thể soi rõ đường đi cũng như là soi rõ cái mặt của tôi khi mà tôi ngồi xem phim ma. Chứ mà không có đèn thì có mà nhìn bóng tối à, có mà nhìn ma à. Ok, nói chung là cầm đi cho đỡ sợ thôi đấy. À không, không sợ. Bây giờ phải cầm cả đèn đi nữa. Chứ bãi tha ma nó tối lắm, nó không có đèn đâu. Đi ban ngày thì nó không cần đèn, nhưng mà ban đêm nó phải cần đèn. Đấy, rồi vác theo cả cái đèn to đi như này. Ok, let's go. Bây giờ tôi sẽ soi cho các bạn xem quanh cái bãi tha ma này. Một bãi tha ma rất là quen thuộc sau nhiều clip của tôi. Cả con xe máy của tôi vào trong đây, bởi vì là để ngoài kia rất là sợ mất nên là đánh tận vào giữa bãi tha ma. Đây có một ngôi mộ vẫn còn hương, thấy chưa? Bây giờ thì gần nửa đêm rồi đấy, gần 12 giờ đêm rồi, một mình tôi lần mò vào trong nghĩa địa. Tôi nói thật luôn là có bạn nào có dám như tôi không, à có dám một mình vào trong nghĩa địa để xem phim ma giống tôi không đấy. Ở nhà thì thật sự để mà nói ở nhà rất là bình thường, không sợ một cái gì cả, nhưng mà khi bước vào trong này thì cảm giác nó chả sợ mấy đâu, nó chỉ kinh thôi. Ok đấy, hôm nay mà không có cái đèn tôi mang theo thì chắc là tôi không thể đứng đây tôi nói đâu, bởi vì là tôi chả biết là đằng sau tôi có cái méo gì. Thật sự là tôi không biết luôn, cảm thấy lạnh hết người. Ủa, kinh vãi trường, chả nhẽ đi về. Nhưng mà thôi, đàn ông nói được làm được, tôi sẽ cố gắng xem hết cái bộ phim ma mà tôi tải về trên điện thoại bằng cái kính thực tế ảo này đấy. Bình thường xem bình thường đã kinh rồi, bây giờ còn đeo này vào không biết như thế nào đây. Nhưng mà ok, tôi sẽ cố gắng đấy, để cho bạn biết được rằng NTN là ai. Ok, bây giờ nhà tôi sẽ phải đi vào trong tận trong kia, vào giữa bãi thao ma luôn đấy. Ở quê tôi thì gọi là bãi thao ma hoặc là tha ma, còn gọi chuẩn ra là nghĩa địa đấy. Ok, đi vào trong kia.
Ok, hiện tại tôi đã vào được trong gần giữa bãi Thao Ma rồi. Có lẽ là tôi sẽ phải ngoài gần cái xe của tôi, bởi vì là đi vào sâu quá cái xe tôi không thể quản lý được, mất là chết. Vào trong đây thì cũng đã vào giữa bãi Thao Ma rồi. Đó. Ok, tôi vừa mới ra kia xách cái đèn vào trong đây. Đó. Bây giờ là tôi đang ở giữa bãi Thao Ma rồi. Xung quanh đây các bạn thấy là rất là nhiều mộ. Bây giờ tôi sẽ ra cái đoạn giữa kia ngồi xem phim ma. Và ở đây thật sự là tôi cảm thấy rất là kinh kinh vãi. Ok, tôi sẽ cầm cái ghế cùng với lại cái kính thực tế ảo vào kia. Tôi sẽ chọn cái địa điểm này, ngồi ở đây để xem phim ma. Ok. Đây là chiếc ghế nóng. Xung quanh thôi các bạn thấy là rất là nhiều mộ. Nhiều mộ phát trưởng. Ok, bây giờ tôi sẽ ngồi đây để xem cái bộ phim ma. Bọc kính thực tế ảo ra. Gắn con điện thoại ở đây đã. Tôi phải cởi bỏ cái mũ ra để nhờ lên mộ các cụ. Trước khi mà tôi làm video này, tôi muốn nói một đôi lời. Hôm nay cháu vào trong đây, cháu chỉ quay video thôi các cụ, mà xem được các cụ đừng đừng dọa cháu hoặc đừng chôn cháu, ok? Cháu thật sự là cháu sợ ma lắm. Không, cháu không sợ đâu. Tôi không sợ, ok. Tôi không sợ ma. Tôi chỉ nói chung là không sợ, ok. Rồi không nên tin như thế nữa, thì bây giờ là xem phim ma. Ok, hiện tại tôi đang ở trong một cái bộ phim kinh dị. Nó không hẳn là phim mà nó là phim pha game đấy, tức nghĩa là vừa xem mà vừa di chuyển. Và cái tên phim này đó là The Villa, có một cái dòng chữ màu đỏ nhìn rất là kinh dị, nghe nhạc kinh vãi. Rồi không linh tinh linh thuyền nữa, bây giờ tôi sẽ vào trong cái bộ phim này. Rồi hiện tại thì là tôi đang đứng trước một cái cửa. Ui, ba trưởng đang mở cửa ra. Bây giờ tôi đang di chuyển ở bên trong ngôi nhà, nhưng mà thực tế tôi đang ngồi bãi thông ma. Ui, cái gì? Ok. Nó chỉ là ba cái bức hình thôi. Nghe, làm ơn tắt hộ anh cái nhạc cái, cho cái nhạc DJ lon top vào đi. Rồi. Các bạn không thể biết được rằng là tôi đeo kính thực tế ảo này vào nhìn nó thật như nào đâu, nhìn như kiểu ngồi trong ấy thật đấy. Hiện tại là tôi đang ở trong một cái ngôi nhà có mấy cây. Rồi, đằng sau tôi là cái gì? Ôi. Là một cánh cổng đã đóng. Rồi, bây giờ tôi sẽ di chuyển vào bên trong. Ngôi nhà hình như là chợ, đây là một ngôi nhà ma thì phải. Đó, có rất là nhiều rễ cây. Con chim giật hết cả mình. Ôi, nhìn đồ họa mắc thật. Đóng hết cửa này thì vào thêm méo được. Ôi, kinh vãi trưởng. Trời mưa ấy chứ. Tôi đang chuẩn bị xuống dưới một cái tầng hầm. Ở bên dưới này có gì không? Mở cửa. Gì đó kìa. Ôi. Trong đây có cái gì? Trong đây không có cái gì. Ui, kinh vãi trưởng. Cửa kinh vãi trưởng các bạn ơi. Đây đây đây, đường này, đường này.
Thực sự là để mà nói thì tôi chả có cảm giác gì sợ cả. Nó rất là bình thường thôi, nó chả có cái méo gì cả, chả có cái gì đấy. Lại ra đây thì ôi giời. Trong cái bộ phim này là chỉ đi mở cửa thôi. Đấy, mở cửa vào đây thì ôi giời, đơn giản như đan rồi. Tôi không biết ở trong này có cái gì không. Ôi thằng này tự đi vào. Có 3 bức tranh. Tôi sợ nhất cái đoạn đầu có con quạ. Rồi. Không biết là có cái điều gì xảy ra tiếp theo đây. Tôi đang ở trong một cái căn phòng vỡ nát, chuẩn bị đi lên một cái cầu thang. Rồi ôi, cái nhà này cao phết nhỉ, lúc đấy tôi nhìn nó bé mà sao giờ nó cao thế. Game này bắt phải đứng các bạn ạ, không chơi ghế được. Game này nó bắt chơi đứng. Ok. Ngồi ghế khó quay quá. Thật sự đây là một trò chơi bắt bạn phải di chuyển chứ không phải là một bộ phim nó na ná kiểu thế. Cửa này không mở được, thế chắc chắn là cửa này rồi. Mở cửa ra cho cụ vào. Rồi. Đây là một căn phòng. Căn phòng này có 3 người hình như là bị chết cháy thì phải. Xem tiếp. Cố gắng ok. Có cánh cửa nó mở ra thôi, có cái méo gì đâu mà. Ui ui. Trong đây là một căn phòng rất là lớn. Rất là lớn. Bây giờ đi đâu đây? Ui nó đóng cửa. Ui tự nhiên thằng này bị hỏng đèn pin các bạn ơi. Thằng này hỏng đèn pin rồi. Thằng này nó hỏng đèn pin rồi. Đèn pin nó bị hỏng rồi. Thật sự là tôi phải nói to kinh vãi trưởng các bạn ơi. Thằng này hỏng đèn pin rồi. À rồi, bật được đèn pin rồi. À đây đây, tôi tắt đèn pin. Tôi chưa gặp con ma nào cả nhưng mà nãy giờ nó làm cho giật mình mấy phát rồi. Ôi cái cửa này lại mở. Con.
bé thôi đấy. Hình như là nó đi vào trong đây phải. Cửa này đóng rồi sao? Quay lại đi đâu ơi? Đây đây đây, mở cái cửa to. Rồi rồi, ok ok. Tôi sẽ vào trong cái căn nhà này. Bên kia nó dột xuống kinh vãi. Ôi, lại vào cái căn phòng cũ. What the fuck? Ôi, đóng cửa. Mẹ, vào trong căn phòng cũ thì bây giờ cụ đi đâu? Đấy, hình như tôi nhớ là tôi đi đường này. Xong tôi lại vòng ra ngoài. Ôi dồi. Đây. Tôi đang đi lên trên đây. Ok. Ôi, nó đang đi bộ thằng rồi. Rồi. Trong kia nó tự đi. Thôi rồi. Xong, tôi không nghĩ là tôi đi ra đây. Ngồi đây xem tiếp. Đèn pin đâu bật lên. Mở cửa, nhanh. Không xem nữa, kinh vãi chưởng. Đi về.